con chuyển đi. Rồi, 1, 2, 3 nè. Lấy chân nữa. Come on. Ui. Wow. Good, not bad, not bad. Ok. Giờ cho tất cả mọi người cùng đi, mình đi một chuyến xuống dưới nha. 1, 2, 3, vô. À, đây là chặng đường đi lên nè. Đó. Rít sâu vậy nè. Rồi, lên lên lên. Lên lên. Lên đi chứ đi. Ba đi trước, ba đi trước. Rồi, ba đi trước. Đi đi trước. Lên lên rồi. Lên lên rồi. Quick, quick. Này lên con. Ui, ông mập. Vui không con? Yeah. Mọi người nghe cho Long kêu Melly mập. Melly rất là thích mập chứ không thèm. Melly thích ốm đâu. Melly khoái mập. Ok, lên lại. Ok, giờ đi thêm một chuyến đi chung nữa nè. Lên nè. Sau khi chơi cái đồi nhỏ này thì bên Lì nói không đủ phê. Giờ muốn đi cái đồi cao hơn tí. Giờ chạy qua bên này, đi. Bên cái nhà Long, gần nhà Long có cái đồi con thỏ. Đồi đó tương đối cao. Không biết hôm nay có đông người chơi không, nhưng mà chỗ đó chơi sẽ rất là thoải mái. Bây giờ vô nhà lấy xe đi. Sau mấy ngày thì con Kung Fu Panda này vẫn nằm im một chỗ, không sao hết.
Rồi giờ mình lấy xe đi ra con thỏ chơi tiếp đây. Lily, you ready? Đây, bắt tay cho ba hả? Thank you con. Take care cho ba dữ lắm. Rồi, lên xe đi con. Con ngồi trước hay ngồi sau? Ngồi sau, rồi. Rồi, ba đóng lại cho. Ok nha, spell nha. Giờ mình chạy đi ra con thỏ mình chơi nè. Đồi này nhỏ quá, Bentley không đủ sướng. Wow, đường đẹp chưa? Bentley đâu rồi? Đây. Rồi giờ hai cha con chạy ra ngoài con thỏ đây, cùng đưa mọi người ra cho biết chỗ con thỏ này nó có những cái thứ gì. Thường thường Long chạy ngang thôi chứ không có chơi, nhưng mà hôm nay chơi cái đồi nhỏ nhỏ này nó không có đủ sướng. Giờ mình chạy ra cái đồi cao hơn nữa, thử coi Bentley có dám chơi không nha. Chắc mọi người cùng đi cho biết thỏ ngoài này. Hồi xưa Long cũng hay chơi ngoài này lắm, nhưng mà nó thời gian sau đông người ta kéo tới chơi quá, với lại mùa này dịch đồ này nọ mình cũng hạn chế. Bây giờ mọi người cùng xem cái đoạn đường mình đi ra ngoài đó nha, đẹp lắm. Bà này quẹo không xin nhanh gì chứ người ta. Come on. Đi đâu đó? Ủa, tới giờ rồi hả? Đâu có đâu, anh đi ra ngoài dẫn thỏ cho Bentley chơi. Chút xíu nữa chị tới nha. Chắc chị chưa về mà. Dạ, chị nói chị đang về. Ồ, ok. À, không phải bà nào hết, thì ra là mấy đứa em. Mấy đứa em quẹo mà không chịu xì nhan gì hết trơn á trời à. Đây, cái đoạn đường này rất là đẹp. Mùa tuyết người ta cũng dọn dẹp sạch sẽ đường đi đó, hai bên đường để cho người ta đi bộ. Tới con thỏ rồi, cái đường vô con thỏ này nó cũng hơi bất tiện, mình chạy xuống dưới kia mình quay đầu lại mới được chứ, khúc này không có đường băng qua. Ôi, tiếc quá trời, dày đặc luôn. Lên trên nhìn xuống nó cao lắm. Để coi anh Bentley này dám trượt xuống không. Rồi, vô cho Bentley chơi nè. Bentley chơi đây, đi quay phim cho con nha. Ok con. Wow, đông người chơi ghê chứ. Đông người chơi thì tuyết nó sẽ mòn. Mà tuyết nó mòn thì cái đồ trơn nó không được nhiều. Kiếm chỗ đậu xe cái. Rồi tới chỗ rồi. Đó, ở dưới nhìn thì nó thấp thấp vậy thôi. Khi lên trên thì cũng hơi cao đó, khá cao đó. Xem anh Bentley này chịu chơi. Hồi nãy giờ thấy cái đồi kia thì chê là thấp quá. Giờ lên đồi này. Lên tới trên đó rồi biết. Cái đoạn đường lên là tương đúc. Nó là tương đối trơn. Đi, come on con. Đi, let's go. This way better. Come on. Công nhận cái đường này nó trơn dã man luôn. Mới lên là chụp ếch rồi. Phải đi ngang qua cái đồ bám nè. Giờ mình phải đi ngang cái chân chút xíu. Đó, cái chân mình phải ngang như vậy thì nó có độ ma sát chắc hơn thì mới lên được. Tại chỗ này đá không mà té xuống là ăn đủ luôn. Bên này chắc lên không nổi rồi, đá không à. Đó
Hả? Let's go, come on con. Cuối cùng rồi, mẹ Lì cũng lên trên đây được rồi. Ok con. Rồi, giờ con tuột xuống ba xem nào, dám tuột không? Đó, con nói là cái đồi kia không đủ chơi thì con chơi đồi này đi. Tuột xuống đi. Trời, xuống gì? Trời, quá sung luôn. Chết mẹ. Trời. Quá liều luôn. Nó liều hơn mình nè. Ok, lên lại. Ok, bây giờ mà không chơi thì Ben Lì kêu ba nhát. Cho nên là chơi luôn. Đây cũng một đoạn đường cũng hơi xa đó. Từ đó xuống đây một phát. Ok, giờ lại bò lên lại. Cái này đi bộ khoảng 5 vòng thôi ta. Xuống 5kg liền luôn. Hả? Vui. Đi đi con. Giờ chạy lên trên có ai lên trước nha. Sụp lắm. Đây, cái đoạn đường này đi thì hơi bùng lầy chút xíu nhưng mà nó bám hơn. Bên kia là bỏ tay rồi. Trên này toàn là đá không à. Đi lỡ mớ là sắp mặt liền. Đá trường lắm. Đá nè. Đây là khung cảnh bên trên. Đó. Cái con thỏ đứng ở dưới nhỏ xíu à. Nhưng mà trên này thì nó bự vậy nè. Đó, cao lắm. Nó khoảng 1m, 2m, 3m. Con thỏ này khoảng 4m. Hả? Cái gì con? No, con thỏ này làm bằng sắt á. Metals. Con thỏ này không phải bằng xây bằng gạch thằng này nọ nha. Con thỏ này nó là bằng sắt. Đây. Nó có những cái đồ mà phế liệu rồi nọ người ta trộn lại người ta làm cái chất liệu xây dựng cho nó. Con thỏ này là từ bên Ý Nhĩ Lan, hồi xưa người ta tặng cho ông này. Đây nó có nguyên cụ di tích nè. Đây. Ở dưới nhìn nó rất là nhỏ nhưng mà bên trên nè bự lắm. Đó, cao, cái lì. Cái này mặt thỏ này có đó. Ok. Cái gì cũng phải có cần có kinh nghiệm. Họ thấy chỗ này giống như đi lên khó khăn thì họ tạo ra một cái đường đi nè. Đó, mình cứ đi dọc theo cái đường này. Đỡ té. Đó. Ben Lì không chịu nghe. Ben Lì đi đường đó té đó con, đập đập đó ha. Đập mặt đó, qua đây. Ta làm đường cho mình đi thì mình phải đi đường chứ con. Qua đây, sau lưng ba nè. Đi đường này nè. Té chết cha mày bây giờ. Đi, qua đây té bây giờ. Nói không nghe. Chừng nào té được rồi tính tiếp. Cũng lên tới nơi. Nhưng mà đi qua đây, trơn nè. Đó, thấy chưa? Ba nói mà không nghe. Không nghe lời ba. Rồi, giờ mình đi lại thêm chuyến nữa. This way? Which way? Which way con? Belly? Đã, which way? Ok, đợi xíu ba đuổi với con nha. Ok, giờ Belly chuẩn bị chưa? Trời, đưa mặt trước luôn đi. Chơi luôn. Để chà bì. Rồi. Quay. Thành công nữa được. Rồi, mọi người thấy chiếc nào chưa? Corvette C8 nè. Đó. Đẹp luôn. Chú, cha. Bên Lì chơi mình không vui thì cho bạn thêm ra ngoài chơi cho nó vui. Bạn Bên Lì tên là Alex. It's ok con, đừng thắng. Đủ không? Cái này vui không con? This hill is better or no? Ok. Vậy bấm đi một cái. Come here, come here, come here.
ơi, mặt cái cây xuống nè. Ôi, bé, ôi, 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 ôi. Let's go! Action! Oh my God! Rồi tình hình là quay bằng drone không được tại vì điện thoại bị tuyết vô trong rồi, cắm cái remote vô nó không ăn. Bây giờ mình đi về cho điện thoại nó khô khô chút xíu rồi nếu mà rảnh thì Long sẽ cho lên drone bay. Giờ đi về thôi, lạnh rồi. Ali ơi, con lại mở cửa cho Daddy coi. Tại ôm đầy hết rồi. Để lên mở cửa cho ba. Ok, giờ mình về thôi. Có vẻ đẹp quá. Do you want to put a wrap on it? Hả? Do you want to put a wrap on it? Hồi nãy có một khúc hai chiếc chạy chung với nhau. Mình drift mà Ricky không có quay phim kịp. Hôm nào làm lại. Còn đằng này nó có một cái cây kiếm nè. Cây đồ long đao mà tự tạo bởi nước nè. 1, 2, 3. Ui, ghê gớm không? Cây này mới ghê chứ. Rồi. Đó. Trời ơi.